hào quang chư Phật rọi mười phương. Đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, năm Canh Thìn 1940, chiến tranh thế giới đã nổ bùng, lòng người đang hoang mang vì việc chết sống trước mặt. Vậy mà